Theo ảnh của tổ chức Planet Labs, Trung Quốc bắt đầu mở rộng cũng như nối liền hai đảo nhỏ ở phía bắc của quần đảo Hoàng Sa trước đây bị bão phá hủy. Giới chức quân sự nhiều nước trong khu vực tin rằng Bắc Kinh cương quyết xây dựng, bối đắp và mở rộng một hệ thống đảo nhỏ và bãi đá ngầm từ Trường Sa đến Hoàng Sa thành những chuỗi cơ sở quân sự quy mô trong mưu đồ không chế toàn bộ Biển Đông. Bề ngoài, Bắc Kinh rêu ra khu vực Biển Đông lâu nay ít ổn định. Trong khi quốc gia này vẫn liên tục hoạt động và trang bị cho những đảo hoang các căn cứ với những loại vũ khí tối tân nhất của họ. Theo bản tin của Reuters, ảnh do tổ chức tên Planet Lab chụp ngày 15 tháng 2 và ngày 6 tháng 3 năm 2017 cho thấy sự khác biệt từ các hoạt động xây dựng gồm san ủi mặt đất và có thể chuẩn bị xây cho một cảng biển mà các nhà chuyên môn tin là có thể được dùng để yểm trợ cho các cơ sở quân sự. Đầu năm 2016, Trung Quốc bắt đầu ngang nhiên nạo vét và cải tạo đất ở đảo Bắc cách đảo Phú Lâm khoảng 12 km về phía Bắc, trong quần đảo Hoàng Sa. Các ảnh chụp vệ tinh hồi tháng 2 và tháng 3 năm ngoái cho thấy các tàu nạo vét của Trung Quốc đang hoạt động để xây dựng một cây cầu dài 700 m nối đảo Bắc với đảo Trung lân cận. Tuy nhiên, khi các ảnh vệ tinh chụp sau khi hai trận bão lớn quét qua khu vực hồi tháng 10 cùng năm cho thấy gần như toàn bộ dãy cát hẹp này đã bị thổi đi. Nay thì họ đã bồi đắp trở lại và những dấu hiệu đang diễn ra báo hiệu họ muốn hoàn thành phần kiên cố căn bản trước khi mùa bão bắt đầu.